Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến nhá. Hôm nay cửa hàng DVH là rất vui mừng là được đón chú Thanh và anh Huy đây. Thanh Huy ở trong miền Nam cũng có một anh em là Thanh Huy bán thiết bị âm thanh, hôm nay rất là tình cờ hai chú cháu đến mua loa nhà DVH và anh em đang ráp cái cấu hình panel 30 hai tầng côn 100 các bác nhá. Cấu hình này thì cực kỳ khỏe luôn. Cái này thì bát côn 100 này khỏe cực kỳ luôn, và oánh thì chắc là không bao giờ nó cháy luôn các bác. Đây, chú và anh thì là lấy ba đôi này và một cặp xúc két và một bộ tủ máy kia. Đấy, sáng nay đến thì là test sẵn rồi. Mà cấu hình sáng nay test thì nó là dây 3 điểm chốt, nhưng mà ông anh Huy này thì là bảo là đổi sang cái loại 3 điểm chốt. Anh ấy lại thích cái 3 điểm chốt này thì nhìn trông nó cũng chắc chắn, trông nó cũng khỏe thì ok, thì lại chiều thì là lại lắp thêm ba đôi này. Còn ba đôi kia thì lại để vào đấy để chờ các khách hàng sau đến. Đây này, hai tờ côn 100 này chưa kịp đưa ra quảng cáo thì khách đến nhà nghe thử phát chốt luôn. Con này oánh rất là mạnh các bác nhá. Hai tầng côn 100 này lời nó mạnh cực kỳ. DVH đã làm cái clip đã tháo bung cái con loa này ra rồi đấy. Nó là côn dây nhôm dẹt, hai tầng côn 100, tiếng rất là mạnh. Đấy, khách đến sáng nay nghe thử phát chốt luôn. Rất là nhanh gọn. Còn đây này. Đây này, cái dây em về sáng là em lắp sẵn là ba đôi, là nó là 4 điểm chốt như này, nhưng mà anh ấy lại thích cái 3 điểm chốt cho nó đỡ bị rung chốt thì là anh ấy lấy luôn ba đôi đấy. Thì hiện tại vẫn còn ba đôi này đang lắp sẵn, đang để ở đây. Đấy. Loại này thì nó mạnh hơn cả 2262 luôn nhá. Đây, súp kép thì đã bọc sẵn rồi. Tí nữa lắp xong loa phát là cho lên xe là chuyển luôn về Bắc Giang. Đây, tủ đồ đây, hai con đẩy, một con MOF 2 kênh và một con 4 kênh, và vang, mic các thứ thì để sẵn trên xe rồi. Tí nữa đóng nốt vào. Đấy, anh em đang trong cái quá trình lắp ráp những công đoạn cuối cùng. Thì lát nữa thì đi bàn giao thì anh Việt sẽ quay video và DVS sẽ đăng lên kênh và mời các bác cùng đón xem nhá. Đấy, 32 tầng côn 100 màng rất là gấu, côn 100 rồi nên là cái núm nó rất là to, cái côn nó to đùng nằm ở trong này, và màng này là màng phủ keo chống nước các bác nhé. Con này rất là khỏe cực kỳ luôn. Côn 100 lại còn 2 tầng nữa, nhìn trông cũng khủng khiếp, nhìn trông này các bác nhìn, các bác nó trông khủng khiếp luôn. Nó tản nhiệt ra chính cái xương này của nó luôn, tản nhiệt ra cái xương này luôn. Côn 100 rất là to, loại này thì oánh thì chắc là không bao giờ biết cháy luôn. Hỏng người, loa chưa hỏng. Rất là gấu. Đây, các bạn nhìn cái cổ côn của nó mất. Hỏng người, loa chưa hỏng luôn á. Quá là kinh khủng khiếp. Loại này DVH chưa kịp đưa ra quảng cáo thì khách đã đến đã chốt luôn rồi. Tiếng rất là ngon. Côn dây nhôm dẹp mà nên là lời nó nhiều lắm. Nó nhiều lời. Ok, bây giờ anh em sẽ tiếp tục lắp ráp nốt và tí nữa xong thì quay clip và mời các bác cùng đón xem nhá. Đây này, cái con bát này là lần trước là DVH đã phải hy sinh, bát mới tinh luôn, nhưng mà tháo ra để cho các bác nhìn cái côn nó kinh khủng khiếp luôn. Keo sữa nhá, cổ côn phải bằng cái keo hai thành phần đây, màu sữa sữa trắng này, và cái côn của nó này các bác nhìn này. Hai tầng côn 100 to khủng khiếp như này và màng rất là sâu nên là cái lực đánh nó cực kỳ mạnh luôn. Đây, và cái từ của nó này đấy các bác nhìn này, nó làm cái chân nhện bằng cái khung nhựa. Các cái cánh này là các cái cánh tản nhiệt nhá, nhìn này, trông nó quá gấu luôn. Và đây chính là lý do tại sao DVH lại gọi là con bát này là cái con bát mà khỏe nhất Việt Nam này. Hai tầng côn 100 loại này là oánh nhá, chắc là không bao giờ chết luôn. Đấy, cần một cục đẩy rất là khỏe. Và hiện tại thì DVH đang ghép dàn là sử dụng cái con đẩy MOF là 4.18 để đánh full các bác nhá. 1800W một kênh. Đấy, để vã cái đôi full này thì mới ok được, còn các cái loại đẩy bình thường mà công suất nhỏ 1000, 1200 thì oánh vào đôi này thì chưa thấm thía vào đâu các bác nhá. Đấy.
truths can be found in the guidance of others. So I encourage you to enter this time with an open mind. Let's begin by getting comfortable. Find an easy, relaxed position, either seated or laying down, and allow your eyes to close. Take a few moments here to breathe. In and out. Giao lại cho anh Huy và chuẩn bị bàn giao cho anh Huy.
xong rồi bọn em về Hà Nội đây. Đi sơ vớ vẩn gì hát.